Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Và hôm nay thì em lại gửi đến anh chị và các bạn một chiếc xe Lexus RX 350 Sản xuất 2009, model 2010, đăng ký tên tư nhân, chính chủ sử dụng Xe trang bị rất nhiều các tính năng tiện ích option Như chìa khóa thông minh, start top, rồi là lỗi thất ghế da cao cấp hai hàng ghế trước chỉnh điện nhiều hướng, cũng như là có trang bị nhớ ghế ba vị trí Có HUD, hắt kính lái đấy ạ cũng như là cửa sổ trời. Túi khí canh xe cùng rất nhiều các tính năng tiện ích an toàn được tích hợp ở trên chiếc xe Lexus RX350 này. Và anh chị và các bạn đang quan tâm thì có thể qua địa chỉ là 139 Nguyễn Văn Cử Long Biên, Hà Nội để có thể lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe bán ra tại showroom. À, bên showroom thì vẫn còn hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi mua chiếc xe này. Với mức giá nó trong khoảng 1 tỷ 060 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giảm giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình các bác nào đang quan tâm thì có thể liên hệ nhé, em sẽ gửi thông tin chi tiết, đầy đủ thông tin hồ sơ pháp lý cũng như là thông tin chi tiết những cái phần mà anh chị và các bạn cần xem chi tiết về chiếc xe này. Và em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan với em một vòng xung quanh về ngoại thất và nội thất của chiếc xe. Các chi tiết sơn si của chiếc xe còn trong tình trạng là rất đẹp ạ. Cũng như cái phần cánh cửa này, nó có trang bị các chi tiết như cái ốc ác của chiếc xe cũng còn nguyên zin. Rồi phần tap ly lộ thất ghế da màu kem này cực kỳ đẹp anh chị ạ anh chị có thể thấy sản xuất hay là chín nhưng mà chất lượng ghế da của chiếc xe vẫn còn trong tình trạng là hoàn hảo anh chị ạ vẫn còn căng mọng không hề có hiện tượng bị bong chóc đây là các chi tiết về trần này trần rất là sạch ạ có trang bị cửa sổ trời cũng như là cửa gió điều hòa ghế thứ hai tem mác của nhà sản xuất trên cánh cửa xe vẫn còn nguyên zin anh chị nhé cho ta thấy được cái phần cánh cửa là chưa hề có hiện tượng bị đâm va và đây là cái chiếc chi tiết anh chị hãy quan sát về phần cánh lái. Ở phần cánh lái thì nó có trang bị những các phím điều chỉnh như là nhớ ba vị trí ghế cũng như là chỉnh gương. Rồi là chỉnh kính. Bật lên xuống này. Đấy. Các chi tiết tem mác rồi v năm sản xuất của chiếc xe vẫn còn đầy đủ anh chị ạ. Ốc A còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, các bác có thể thấy qua. Em quay rất là kỹ. Các bạn cần sâu hơn tí nữa thì có thể liên hệ em nhé, em sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh chị và các bạn có thể là nắm rõ thông tin hơn. Vô lăng bạc da thích hợp mà các phím điều chỉnh chức năng, một số chi tiết ô gỗ phần cruise control ở bên dưới đấy anh chị nhé. Màn hình giải trí cũng như là các tính năng như là giải trí loa mắc Living Sơn cùng rất nhiều các công nghệ hiện đại an toàn, phanh ABS EBD cùng rất nhiều các tiện ích khác. Bà, chiếc xe bên showroom bán ra thì vẫn còn bảo hành cho anh chị và các bạn khi mua xe tại showroom trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm ạ. Và em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần máy của chiếc xe để thấy được cái độ nguyên zin nguyên bản của chiếc xe. Do được chủ xe rất là giữ gìn chăm chút bảo dưỡng định kỳ trong hãng. Các chi tiết về phần ốc ác em sẽ quay rõ để cho các bác thấy. Còn bác là cần xem kỹ hơn hãy liên hệ em ra số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết đầy đủ cho các bác. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho các bác thông tin về chiếc xe Lexus RX 350 sản xuất là 209, đăng, uh, model là 210, đăng ký tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Chiếc xe này hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 060 triệu, còn thương lượng và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Để rõ thông tin về chiếc xe thì anh chị và bạn hãy lên em, em sẽ gửi chi tiết đầy đủ cho các bác. Và em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi tới kênh mua bán xe cũ. Và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bác bằng cách comment cho em bên dưới để em có thể hoàn thiện hơn, mang đến nội dung tốt hơn cho mọi người. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.